Hello anh em nha. Hello mọi người. Mới ăn cơm xong anh em ơi. Rồi không để anh em chờ lâu. Ngày mai chơi bia dọ, ngày mai chơi Honda nha anh em. Ngày mai chơi Vario. Thì con Vespa này chuột nó cắn này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ là bị cái gì? Trăm người được không ạ? Chia sẻ lên mỗi người khoảng 5-10 nhóm. Cả nhà chia sẻ nhá. Vespa, Piaggio. Rất dễ đúng không? Vespa, Piaggio. Bản 4F và 5R mới ọp được chip Vespa nha anh em. Chia sẻ cả nhà ơi. Ok. Và ngày mai về được mấy con sờ mất tun nha. Anh em nào chốt nhanh thì chốt nha. Đấy, sáng mai sẽ về khoảng được vài con sờ mất tun. Và VVD này ngày mai về được có một con thôi anh em nha. Những anh em nào còn lại thì anh em thông cảm, ngày mai về được có một con VVD thôi. Ngày mai mình về được một con thì mình trả hàng cho anh em ấy rồi. Đấy, còn hai ba anh em nào đặt thì chúng ta phải chờ thêm vài ngày nữa nha. Con máy này mình mượn. Đấy, bản thân của mình cũng hiện tại đang không còn VVD để xài. Mượn của anh Trung Điệp ở ngoài Phú Cát nha. Đó, ngày mai chỉ về một con thôi, mình gửi lại cho một anh em. Đấy. Sáng mai về. Và đặc biệt ngày mai sẽ về khoảng vài con sờ mắt tun. Thì anh em nào chốt nhanh nha, nó sẽ là cái bản R. Đấy, ngày mai có một con khá là mới. Thì anh em nào ok lên lịch chốt luôn đêm nay. Ngày mai còn một con nó khá là mới nha. Đó. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Ơi, cả nhà vào. Có luôn, chip T11 làm được luôn nha anh. Nào cũng làm. Chia sẻ lên giùm em nha. Đủ 100 người chúng ta bắt đầu chạy. Bắt đầu 100 người chúng ta chạy nha. Ở con này dây dựa xong hết rồi nha anh em. Đấy, con này chuột cắn. Đêm nay mình không thể nào quay được nhiều bởi vì cây đỡ điện thoại sắp gãy rồi nha anh em. Có thể nó rớt điện thoại bất kỳ lúc nào. Đêm nay có thể là gãy điện thoại luôn cũng chơi. Rồi, cái này nó sẽ xài họng ga rời. IC rời nha anh em. IC rời họng. Rồi, cả nhà sẽ vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái gì trước? Bật khóa điện lên, có tình hình như thế nào? Trên 50 người nhá. Đó. Và hôm nay mình sẽ sử dụng motoscan hoặc là smart tool luôn cho anh em. Được chưa? Và ngày mai sẽ có khoảng 3 con máy. Anh em này tiếp tục đặt cọc 5 triệu rồi nha. Ok, ngày mai mình sẽ trả máy luôn cho mọi người. Đây. Rồi, cái này là cọc 5 triệu nha anh em. Rồi, đấy, cọc 5 triệu, ok.
Rồi, còn hai máy nữa. Anh em nào ok, luôn thuôn, chốt luôn. Để chúng ta tham gia khóa học vào ngày 26 tháng 12 tới đây. Rồi, và đêm nay tiếp tục là nồi niêu xông chảo còn được ít bộ. Và hôm nay tiếp tục là mười mấy toa hàng đi hết rồi. Cảm ơn mọi người, hai con sò mắt tun. Bản tiết kiệm 8 triệu rưỡi và cái bản R đã đi. Rồi, nồi mình đã cuốn gọn lại đây. Nồi có cả chuông và đồng thời bổ bạc càng không chuông. Anh em là cần cái gì thì comment. 50 người trở lên chúng ta đều vô con phép 3 này nha. Cái này tùy theo vào cái lòng hảo tâm của mọi người. Mọi người chia sẻ nhiều nhanh thì chúng ta sẽ đi tới cái đích sớm. Xe này chuột cắn khá là nhiều, cắn hết. Rồi, cắn không còn cái gì luôn. Được chưa? Cắn nát hết. Đây, cắn hai phía luôn. Rồi. Đó, cắn không còn cái gì. Đó. Trong này chuột cũng cắn luôn. À, xin chào mọi người. Like, chia sẻ lên anh em. Anh em nào muốn nhanh thì chúng ta để bộ một cái. Không có gì khó cả. Và đặc biệt Tuấn sẽ bắt bận xe này luôn. Và cái cách kiểm tra đo chúng ta sẽ làm từng bước một trên con xe Vespa. Đúng không ạ? Fry, spin. PBG 04. Hoặc là BGS 02. Tất cả nó sẽ là xài chung. Chia sẻ nhá, cái này là tùy theo tấm lòng anh mang. Anh em chia sẻ lên, tăng tốc lên nha. Thank you. Con xe này chẳng qua nó phong độ, xác đồ nó nặng thôi. Sửa chẳng có cái gì cả, cái quan trọng chúng ta có đồ chơi. 10 người nữa thôi ạ. Lên đi nào. Tuấn có thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ để mình còn làm cái đồng hồ mai giao cho anh trai nữa nha. À, hôm nay nhận được cái đồng hồ đen quá anh em, chết chip chủ. Ngồi tiếng hồ chết chip chủ. Đưa anh cái đồng hồ nữa. Đèn anh em. Đèn dưới, đèn dưới. Làm cái đồng hồ gần tiếng hồ đẹp như mơ hết, chạy thay chở thay đồ xong chết cha chip chủ, led chưa kịp thay anh em thấy không, chạy đẹp không, hai chở 1.4 chạy như zin chết chip chủ, thua chip chủ nóng ran, kim giờ lên mà màn hình không lên chip chủ chết, chạy không. Đứt mặt hết nha anh em, cái này nước vào đứt mặt hết. Xe này cho mấy đồng hồ này làm lỗ vốn, thay mên nữa lỗ. Rồi 10 người nữa thôi ạ, tăng tốc. Tay ga Quốc Cường gửi hàng hết rồi anh ơi. Hàng hôm nay đi hết mười mấy toa mà không được ai cả. Ngày mai xong nha anh thêm trường ơi, mai em thay mên. Tốc hành anh em ơi. Review, comment chia sẻ giùm em cái. Mỗi người chia sẻ 50 nhóm tăng tốc lên 50 người chơi cho anh em cái. Đây này, bắt đầu. Rồi, đồng hồ tốc độ hiện. Xe này chạy 51.873 km total là total km. Rồi thì lúc này cái đèn Smoky à cái đèn cái lộn Smoky. Cái đèn Coder. Đèn bảo mật chìa khóa IMO sáng và đồng thời đèn LED sáng luôn nha quý vị. Đây. Cứ lộn qua sổ bên kia. Đây, đèn IMO. Đèn bảo mật chìa khóa hệ thống khóa. Và đồng thời sẽ là cái đèn FI. Sáng hết. Rồi, xin chào anh Nhân Nguyễn. Nhân Nguyên, xin chào anh Mạnh Trần. Chào toàn thể anh em. Ơi xin chào anh Nguyễn Định. Đấy, Vespa nó rất kìa đơn giản. Mỗi cục máy này hạ xuống nó hơi bị nặng thôi. Móp méo thì chúng ta nắn ra, gò ra, sơn hoặc là hút ra nó hơi bị vất vả.
Thay bơm xăng, thay báo xăng hơi bị mệt. Nói chung là những cái dòng này hơi bị mệt. Làm nhưng có ăn. Mấy người đó thôi ạ. Em nhìn thấy cái chất like khoảng 50 người review luôn. Rồi ông ten này 2 giây nhá. Ơi. Em sẽ chỉ mọi người nhiệt tình trên con xe này luôn. Khó là nhiều tiền. Ok, tay ga Quốc Cường. Thôi em để bô nhá, để bô nhanh rồi chúng ta nghỉ. Rồi thì đầu tiên cái đèn bảo mật về hệ thống khóa có vấn đề thì chúng ta phải làm gì? Đầu tiên chúng ta sẽ không biết gì, chúng ta đọc cái đã. Còn bình thường như này chúng ta phải kiểm tra chip ong ten. Được không ạ? Rồi chúng ta sẽ lấy máy và đồng thời chúng ta sẽ kết nối. Và đặc biệt những cái họng ga mà rời này, mà IC rời này thì anh em không thể nào reset IMO được, là chúng ta không xóa được. Không thể nào xóa được cái mã khóa nằm trong con IC, nó khác với MIU 23V nha mọi người. Đấy, cái này các bạn không thể nào xóa được IMO được, kể cả trên phần mềm máy tính. Nó khác với cái dòng Vespa LX 23V nha. Những cái dòng xe khác thì các bạn có thể xóa IMO đi. Đấy, hoặc là khi các bạn nâng cấp phần mềm thì những cái dòng xe LX Vespa kia ấy, thì các bạn phải cài đặt chìa. Còn thằng này rất sướng, anh em nâng cấp phần mềm không cần phải cài đặt. Đấy, sướng ở chỗ đấy. Có anh trai. Rồi bây giờ em sẽ kết nối qua cổng Calais. Qua cổng Calais. Cổng Calais này nó nằm ngay ở đây. Cổng Calais này nó có một dây Calais và một dây mát. Đây, Calais ở bên phải, dây mát ở giữa. Thế anh kết nối như thế này thì chúng ta hãy tiếp tục kẹp thêm tất cả là âm dương để nuôi thiết bị máy nha cả nhà. Rồi lúc này em sẽ sử dụng con Smartune. Thế anh em nào chốt nhanh để chúng ta tham gia khóa học ngày 26 tháng 12 tới đây. Cái khóa học cuối năm, cái cuối cùng của năm 2021 để cho nó bước qua 2022. Máy chưa về. Ngày mai nếu mà còn, đêm mai em like cái nó sẽ hết ngay. Nha. Để máy ngày mai mà anh em nào không ôn lô thì đêm mai em like cái sẽ hết. Thì anh em xem cái buổi live này để anh em mà chốt. Anh em vào lại nhá, mất mạng nha mọi người nhá. Được không Thiện? Mạng mình không được nữa à? Hả? Lạ ta, mất mạng anh em ơi. Tốn phải chuyển qua 3G 4G luôn. Trời, mạng mới sửa xong giờ lại mất. Được rồi Thiện. Vào lại đi cả nhà ơi, mất mạng cả nhà ơi, đơ luôn rồi. Dạ đúng rồi, lên bên mạng bán sắt thì được nhiều hơn bởi vì nó nặng. Mọi người vào lại đi, sorry mọi người, rất mạng nha. Mạng rồi, chán quá. Mới là mạng ngày hôm kia qua xong. Máy game đơ luôn. Đọc một cái comment, giờ phải xài. Một cái máy nó báo có 4 người, máy báo hai mấy người đơ luôn. Vào lại mọi người ơi. Hạ tim cho em đi mọi người ơi, chia sẻ cho em lên đi mọi người ơi, tụt like rồi. Tụt 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 like rồi, vô lại giùm em đi. Ok, mặt like vào. Tụt like rồi. Lên lại mọi người.
like rồi. Tụt like rồi. Hello. Anh Dũng Hồ Việt. Vét ba dịch ra tiếng Anh là vét máng. Ok, tay ga xuân dần. Vét ba dịch ra tiếng Anh là vét máng. Xin chào anh Nguyễn Văn Trương nhá. Oshike. Oshike. Đi tỏ em là giờ cái không đọc được comment. Em để đây đọc comment. Rồi lúc này em sẽ kết nối Kalai. Thì chúng ta phải lấy nguồn để nuôi thiết bị máy. À, thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ cắm cái cổng Vết 3 này vào. Ôi giời, sụp cứng thế nhỉ. Cáp gì mà cắm vào cứng thế. Sao lại không vào? Trục trặc gì đây? Lý do tại sao? Bỏ luôn. Đợi. Chúng ta sẽ kết nối với máy. Smartphone. Rồi, lúc này chưa có điện. Đó, thì anh em tiếp tục chúng ta phải dùng cái kẹp. À, kẹp vào bình để chúng ta nuôi cho thiết bị máy. Nha. Hàng ghim. Ok, hàng ghim. Và anh em lưu ý ở vấn đề này thì anh em tuy cái kẹp này nó có cầu chì nhưng anh em cắm lộn cọc là máy này đai luôn. Có rất nhiều anh em cắm âm qua dương, dương qua âm. Và đồng thời cái kẹp này nó sẽ cháy cầu chì. Và đồng thời nó sẽ làm máy luôn. Đó. Có rất nhiều anh em bị thì anh em hãy lưu ý. Chúng ta nhìn cái kẹp này. Đúng màu đen thì đi vào cái cực mát. Màu đỏ đi vào cực dương giùm em nha. Đó. Nhiều anh em cắm như vậy thì tẹt máy hết. Nó có cầu chì nó vẫn tiêu tới máy luôn. À, bốc khói luôn. Rồi thì lúc này anh em phải bật khóa điện lên tiếp. Đấy, chúng ta sẽ bật công tắc máy. Đây. Được không ạ? Phải bật công tắc máy. Rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ vào cái động cơ. Vào piezo Vết 3. Anh em đọc lỗi. Đây. Nó sẽ ra cho chúng ta là biết rằng cái lỗi hệ thống bảo mật chìa khóa được mang ký hiệu B1514. Được chưa? À, lỗi hệ thống bảo mật chìa khóa. Rồi. Cái này là cái lỗi để chúng ta đọc để chúng ta biết. Hệ thống bảo mật chìa khóa. Rồi. Cái đèn cốt nơ sáng luôn không tắt. Nếu anh em không biết thì dùng máy. Còn biểu tượng nó sáng như thế này thì chúng ta phải kiểm tra chip, kiểm tra ống ten và về chân IC. Rồi chúng ta sẽ tắt khóa điện. Đầu thời kiểm tra chip. Kiểm tra chip. Cái nào dễ trước chúng ta làm trước. Rồi, khó chúng ta làm sau, cứ lần lượt, lâu ngày không thụt, nó bót. Ok, lâu ngày không thụt, nó bót. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy ngón tay, nại ra có rất nhiều anh em bảo biết ở trong này không có chip, ở trong này nó sẽ có một con chip. À, có một con chip từ, mọi người bậy ra. Ồ, thì xe này mất chip. Anh em phải nại ra, có nhiều anh em bảo biết có chip hay không có chip.
À, chúng ta làm bia rồi chúng ta phải biết rằng nó bảo mật, nó có chip từ cho mày ở mật. Thì đơn giản anh em có máy rồi, anh em hãy đọc ra cái mã của nó. Bắt đầu em bật khóa điện lên, xe này mất chip nha. Rồi thì lúc này can hãy chịu khó rồi kiểm tra chip phát ra. Thì lúc này anh em hãy vào smart key cho em. Trên smart tool là vào smart key. Chúng ta vào piezo vapor. Đây. Ở trong này nó hỏi chúng ta là mu G1, mu G2, mu G4. AC 16 XXXX. Mu G3 ACG XX. PGN 04. BGS 02. BGT 01. BGS 06. Đó, chúng ta hãy vào đây. Được không ạ? Đó, lưu ý. Bởi vì xe này xài xe rời mà. Rời học. Bấm. Yêu cầu bật khóa điện, ấn Enter. Rồi ra cái mã IMO. IMO key. Thì lúc này anh em hãy nhập vào 70D 5F 000030 B3 BC. Đó, thì anh em không cần phải nhờ ai cả. À. Được không ạ? Đó, cái mặc định của nó bất kỳ một dòng xe nào trên Piezo mặc định của nó luôn là 70D 50F 000030 30 B3 BC. Thì lúc này các anh hãy chuẩn bị con chip. Rồi các anh chụp hình lại. Thì vấn đề ở đây em chưa chụp hình. Em để đây luôn. Được không nào? Rồi. Chúng ta sẽ sử dụng một cái điện thoại. Đấy, thì anh em có cái alo alo. Alo đây. Được chưa? Alo alo. Rồi, chúng ta sẽ bật nguồn alo lên. VVD. Đó, VVD. Mini Ketun. Rồi, bật nguồn lên. Thì lúc này chúng ta đã vào CH Play, chúng ta tải ứng dụng Xho. Phần mềm này miễn phí, cũng là của tiếng Việt. Xho. Rồi, thoát ra. Xho. Thấy chưa? Thoát ra từ đầu luôn. Cho anh em dễ hiểu. Xóa hết. Rồi chúng ta hãy vào phần mềm Xho. Xho. Chúng ta sẽ vào cái bản sao chip. Cái này tắt bỏ đi, cập nhật sau. Bản sao chip. Muỗi cắn. Đập con muỗi không chết. OCK. À, chúng ta vào phần đọc chip. Thì lúc này chúng ta chưa có chip. Thì chúng ta phải lấy con chip mồi ra. À, chúng ta sẽ làm một con chip mồi. Nhà chúng ta lúc nào có chip có mã. Chúng ta phải có chip mồi nhét vào. Được chưa? Đó. Hơi xa chút nha. Đây chip mồi. Cả nhà chia sẻ cho em lên, nó rất chi là đơn giản nên anh em không cần phải nhờ vả bất kỳ bố con nào cả. Vào là chúng ta múc. Vào là chúng ta múc và chúng ta chơi luôn. Rồi anh em lưu ý ở nhà lúc nào cũng có một con chip mồi, chip này có mã. Chúng ta sẽ đọc. Rồi nó hiện thị lên cái alo alo, chúng ta sẽ kết nối. Tít tít. Hơi bị xa đúng không ạ? Em cho cam xuống. Rồi lúc này chúng ta hãy vào cái phần đọc chip. Hơi bị chói đúng không? Vào phần đọc chip. Đọc chip. Rồi lúc này chip của chúng ta đã có mã. Chúng ta vào chỉnh sửa.
Nếu anh em nào xài cái bảng tiếng Anh, chúng ta vào ngay ở giữa Edit. Rồi, được chưa? Rồi, chúng ta bỏ chip mồi của chúng ta ra. Lấy con chip mới. Chip nào cũng được. Miễn sao chip ấy còn sống. Là chip không hư ấy. Được không ạ? Chip không hư. Anh em bỏ vào đây. Rồi, chúng ta sẽ bấm mặc định đầu tiên là 7D5F. 7D5F. Rồi chúng ta sẽ xem cái mã này là bao nhiêu con 0, 2, 4, 6 con 0. Trên máy này đọc ra này, 6 con 0, hơi bị xa chút. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Rồi tiếp tục nó sẽ là 3, 3, 0. Rồi B3, B3. Tiếp tục BC. Ok. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra lại trên cái thiết bị máy chuẩn đoán trùng chưa. Rồi OCK. Xong. Chúng ta chỉ cần bấm vào chữ được. Rồi viết chip thành công. Vậy là sao? Rất chỉ là đơn giản. Rồi ok chưa? Đấy, ok, anh em sẽ nhìn thấy đây, cái kiểu chip T11. Đấy, lúc này chúng ta đã viết xong. Chúng ta cất con chip mồi đi. Đấy, thủ ở nhà khoảng vài con có mã. Cất. Rồi, chip này chúng ta đã viết xong, thành công, trùng với cái mã IMO. Nó thoát ra để xem cái bình luận comment của anh em. Được chưa? Bao nhiêu người rồi? Rồi. Rất chi là đơn giản. Rồi, cái này Facebook này mới đọc được comment của mọi người. Rồi, lúc này anh em sẽ tắt nguồn, rút nguồn ra, cất thiết bị máy đi, không cần thiết máy nữa. Rồi, chúng ta sẽ nhìn lên ổ khóa. Rút ổ khóa ra. Rất dễ. Đừng để khác nào ăn của anh em mình thợ. Không có máy đưa nó 100.000 được rồi. Được chưa? Lấy ra. Anh em lấy con chip vào. Little. Rồi anh em bật lên cái đèn coder. Đèn bảo mật. Nó phải tắt. Nha. Rồi xong. Rồi chúng ta di chuyển cái máy ra xa một chút xíu. Để cái này đây để đọc comment. Comment. Có luôn anh em nào ok mua mình mua dùm cho. Chứ cái chip này mình không có bán. Nhiều lúc mua 50.000, nhiều lúc mua 60.000, 65.000 tùy theo. Rồi. Chúng ta phải dứt điểm không thấy cái đèn coder sáng nữa là thành công. Anh em đừng đi thay IC. Anh em thấy tắt chưa? Nhưng lúc này ở trên đồng hồ tắp lô vẫn báo cái đèn FI thì chứng tỏ xe này vẫn còn bận. Đèn coder đã tắt. À, lại thống bảo mật thành công. Hệ thống khóa lúc này đã là ok, chúng ta nghe tiếng bơm xăng rồi mà. E. Đó, nó tắt ngay. Rồi, nhưng xe này vẫn còn chất lỗi. Chưa cho chúng ta khởi động. À, có khởi động. Đây. Rồi, không nổ. Anh em thấy không? Rồi, chúng ta tiếp tục sử dụng cái thiết bị máy Smart Tool đã mua của bên Việt Tuấn. Chúng ta lại tiếp tục hành trình kế tiếp. Rồi, chúng ta tiếp tục xem nó bị cái gì. À, tại sao đèn FI vẫn còn sáng? À, mua cái phôi về nhà cắt, chúng ta vào phần động cơ. Chúng ta chọn Piaggio Vespa.
Chúng ta vào đọc mã lỗi. Rồi, lỗi hệ thống bảo mật chìa khóa chúng ta xóa đi. Cái lỗi này lỗi quá khứ. Chúng ta sẽ bấm nút rửa luôn, không cần phải thoát ra như thế này làm cái gì. Nhiều anh em lại thoát ra vào cái mã lỗi xóa thì anh em không cần đọc. Sớm một tool nó hay vậy. Ở đây nó bảo các bạn có cần xóa không, thoát và đọc. Rồi, chúng ta xóa cái mũi tên ở giữa luôn. Nhớ nhá. Xóa. Xóa tất cả mã lỗi nằm trong bộ nhớ ECU. Bạn chắc chắn không? Ok. Xóa mã lỗi thành công. Đọc lỗi. Rồi, thoát ra làm lại. Rồi, lúc này nó sẽ là một cái lỗi P0261 được mang ký hiệu trên dòng Piezo V3. Và cái lỗi này thấp điện áp mặt điều khiển kim phun số 1. À, lỗi kim phun thì chúng ta sẽ không khởi động được. Rất dễ đúng không ạ? À, bởi vì đồng hồ tắp lô của chúng ta vẫn còn có. À, thấp điện áp mặt điều khiển kim phun số 1. À, ok chưa? Rất dễ, chúng ta hãy bình tĩnh. Nếu xóa thì bấm nút này. Còn bây giờ cái đèn FI nó đang sáng, chúng ta xóa cũng không hết. Thoát ra đọc lại. Đọc lỗi. Rồi, OCK. Được chưa? Rồi, bắt đầu. Chúng ta để máy rút nguồn ra, cất máy đi. Đó, cứ làm cho nó nhẹ nhàng như vậy. Rồi, đẩy cái thiết bị máy qua chỗ khác. Lỡ máy nó rớt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Cầu chì. Rồi, chúng ta lại thông thường dùng cái đồ cùi bắp mà học của Đình Tuấn được, không cần phải bỏ thiết bị đo sung, không phải cái gì cả, đúng không? Đầu tư khoảng 10.000, 15.000, bền bỉ làm tới tận già. Lỡ may đạp bể bóng đèn thì chúng ta lại thay bóng đèn. Đây, lại dùng cái thiết bị cùi bắp. Rồi, lúc này các anh chị hãy mở yên xe lên. Mở yên xe lên. Chúng ta hãy tháo jack kim phun. Rồi, jack kim phun. OCK. Coi như em làm mô phẩm, tháo trước rồi. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ tiếp mát. Tiếp mát. Nhớ mát để chúng ta kiểm tra điện dương 12V. Anh em thông cảm chút nha, cái cây quay của em sắp hư rồi. Nhiều lúc nó có thể rớt điện thoại bất kỳ lúc nào. Nhưng hôm nay vì đam mê thôi. Đam mê thì mình chơi tới cùng luôn. Rồi, cây này nó bị hư rồi nha. Rồi, lúc này chúng ta sẽ ở trong này, nó sẽ có một nguồn dương điện áp 12V sau khóa. Chúng ta sẽ kiểm tra. Rồi. Nhớ quay cái đầu này lên trên, hoặc là nhớ ở đây là cái miệng, chúng ta sẽ nhìn. Rồi, lúc này có điện áp 12V tới đây rồi. À, chúng ta nhìn thấy không ạ? 12V tới đó rồi. Thì tất cả những dòng xe Piezo V3 mà xài ICG thì luôn luôn nó có điện áp 12V, nên anh em không cần phải mở khóa. Mở cái này sẽ có 12V trực tiếp hết trước khóa nha. Nhớ tắt khóa đây rồi nha. Anh em hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm khóa vào, bật khóa điện. Có bơm xăng này, anh em nhìn cả nhà thấy tiếng bơm xăng này. Thấy không? Bơm E này. Rồi, OCK. Rồi, chúng ta nhớ dây bên phải. Chúng ta quay cái đầu này lên, bên phải nó sẽ là điện dương. Rồi, thì bây giờ anh em hãy di chuyển cái gì kẹp bình qua dương ắc quy cộng nha. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra bóng đèn LED của chúng ta có tốt hay không. Bây giờ không dùng bóng đốt nữa, hãy dùng LED. Rồi, LED của chúng ta có hiển thị màu đỏ.
Rồi chúng ta sẽ cắm vào dây bên tay trái, bởi vì nãy chúng ta thử bên tay phải, nhớ. Rồi cái này sẽ là tín hiệu kim full. Rồi bây giờ anh em hãy bóp thắng và chúng ta đề. Bóng đèn led phải nhấp nhô, nếu không nhấp nhô thì một là đứt dây, hai là chết bạn IC. Cái dây máu đen sọc xanh, quý vị nhìn thấy không ạ? Dây màu đỏ sọc vàng, nó sẽ là trực tiếp từ IC cung cấp cho nó một cái điện áp. Và dây còn lại sẽ là dây tín hiệu, dây máu đen sọc xanh. Nhớ bên tay trái, chúng ta sẽ cắm cái bóng đèn led này vào. Lúc này anh em hãy bóp thắng và đồng thời chúng ta nhấn nút đề xem bóng đèn led của chúng ta có nhấp nhô không. Nhớ nha. Rồi. Bóng đèn led của chúng ta lúc này không nhấp nhô. À, máy chuẩn đoán đang báo cái lỗi số 1, lỗi kim full. Nhớ là cái dây máu đen sọc xanh. Rồi, lúc này chúng ta sẽ di chuyển đi tìm tới chân IC và chúng ta sẽ sử dụng một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ đo. À, lần lượt như thế. Rồi, chân IC. Đây. Rồi, chúng ta sẽ thao tác mượn cái đồng hồ đo. Đo lúc này chúng ta hãy để ở trạng thái thông mạch. Rồi chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ ở trạng thái đo thông mạch. Kiểm tra đồng hồ trước khi đo. Bất kỳ đồng hồ nào cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ nghe tiếng bíp bíp. Rồi lúc này chúng ta sẽ rút chân của IC ra. Chúng ta kiếm ngay cái dây máu đen sọc xanh. Đây. Được chưa? À, đen sọc xanh ngoài cùng luôn. À, trong này chúng ta dò dây. À, trong này không thấy cái dây nào đen sọc xanh nữa. Chỉ có một dây ở đầu tiên. Đúng không? Anh Quang Mạnh thì ăn chuyên về piezo. À, rất dễ. Chúng ta hãy nhìn đầu ở kim full. Nhìn qua đây luôn là chúng ta sẽ cảm thấy nó là OCK. À, báo cái lỗi số 1 thì anh em hãy chịu khó làm như Đình Tuấn. Chậm lắm thì trong vòng khoảng nửa tiếng thì cũng kết thúc. Rồi chúng ta sẽ kim vào. Nhớ là đen, sọc săn, chân số 1 ngoài cùng. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhét vào cái đầu kim full còn lại. Nhớ là chân bên tay trái. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghim. Rồi không thấy thông. Rồi chúng ta không thấy thông, chúng ta lại nhìn thấy coi dây nào ok nữa không. Ờ, nó chỉ có một dây đó thôi. Đó. Rồi chúng ta không thấy đồng hồ bíp bíp. À, không thấy đồng hồ bíp bíp. Đó. OCK. Đây, kiểm tra lại màu dây ở phía rắc kim full. Đúng rồi. Nãy chúng ta sẽ chọn bên tay phải, bây giờ chúng ta sẽ chọn bên tay trái. Đúng chưa nào?
Nếu chúng ta sợ lộn thì chúng ta lại chọt qua lại. Cứ làm như vậy thôi, bởi vì chúng ta rút IC ra rồi. À, bên này. À. Đấy, thấy chưa? Ở đây sẽ là điện áp 12V. Rồi, chúng ta nhìn thấy thông không? Đây, chúng ta nhìn thấy, đúng rồi. Đó. Nhớ chọn bên này. OK. Chúng ta nhìn thấy đồng hồ thông không? Đó, không biết thì chúng ta chọn lại. Bởi vì chúng ta rót IC ra rồi thì đương nhiên 12V sẽ không đi tới trục kim phun nữa. Chúng ta phải có từ IC, nó sẽ đóng mặt. À. Được không? Thì xe này chuột cắn chập dây và đồng thời chết luôn IC. Chết luôn IC. Còn tại sao những dòng xe này nó luôn có một dòng điện 12V trực tiếp? Bởi vì 12V trực tiếp từ cầu chì đi chạy vào đây rồi. Đỏ sọc trắng. Nó xé vào IC đóng mặt qua đỏ sọc vàng, nó sẽ chạy xuống kim phun. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy đỏ sọc trắng có điện này, chúng ta sẽ dùng bóng đèn thử này. Đó, chúng ta hãy nhìn thấy những màu dây. Đó, thấy không? Rút chìa khóa ra này. Thì lúc này chúng ta bật chìa khóa thì lúc này có điện 12V trực tiếp vào IC thì đương nhiên nó sẽ đóng mặt qua cái dây màu đỏ sọc vàng, không cần đóng. Thì thay vì những dòng xe khác thì chúng ta phải mở khóa điện bởi vì nó sau khóa. Nhưng cái này nó điện trực tiếp chạy vào IC thì tự động IC sẽ đóng mặt chạy qua dây màu đỏ sọc vàng đây. Và chạy vào kim phun, mô bơm, motor bơm. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Nó như kiểu mà những cái dòng xe gì? Xe S-Web. À, nó đơn giản như mặt rờ le nó đóng vậy thôi. Đấy, đỏ sọc trắng qua đỏ sọc vàng. Đấy, cả nhà nhìn thấy màu dây không? Nó hơi bị chói đúng không? Sẽ quay cho cả nhà xem. À, đây. Rồi, dây ngoài cùng số 1 nó sẽ là tín hiệu kim phun. Rồi, cái này 12V trực tiếp từ cầu chì vào IC, nó sẽ đóng chạy qua cái dây màu đỏ sọc vàng. Rồi, xe này chết tặng IC. Đó, nhớ, tất cả cái này sẽ là nguồn điện trực tiếp, không cần phải mở công tắc máy. Rồi, IC này lại là vài củ rồi. Đó, thông. Thông mà báo lỗi số 1 thì anh em hãy báo khách hàng chết IC. Còn ông ten này loại có 2 dây. Đấy, cả nhà lưu ý. Rồi thì hôm nay hướng dẫn cho cả nhà mọi người về vấn đề chúng ta làm chip piezo Vespa và đồng thời ok đèn pin tắt và đồng thời xuất hiện cái lỗi kim phun thì chúng ta chỉ cần đơn giản như thế là xong. Đó. Anh em còn cùng tiền không? Ngày mai mua con IC mới về nhà chúng ta quay chìa là xong. Đấy. Đó là cách hướng dẫn cho các bạn làm trên piezo Vespa, chúng ta hãy từ từ. Không đi đâu mà nôn cả. Đấy, nếu mà nhanh thì 15 phút, chậm thì 30 phút, không cần phải hỏi ai, chip piezo đơn giản là thế. Lỗi hệ thống bảo mật thì chúng ta hãy đọc và để ý cái đèn cốt đơ trên cái dòng xe Vespa. Và cái dòng này thì chúng ta không thể nào xóa cái IMO của nó được. Không thể nào xóa IMO. Nếu Vespa thì chúng ta có thể reset IMO trên cái họng ga 23V-MU-G3. Còn cái này chúng ta không có chức năng reset IMO. Sẽ vào lại cho mọi người xem. Chúng ta sẽ không có chức năng đó. Nên anh em yên tâm. Cắm jack IC vào. Rồi, chúng ta bắt đầu kết nối với thiết bị máy. Thì thông thường những cái dòng xe LX23V kia thì nó có chức năng reset IMO. Thì cái này nó không có. Các bạn vào các bạn đọc cái nó ra, hit cái là ra kích. Rồi, chúng ta sẽ lấy dây nguồn nha. Nhớ anh em đừng cắm lộn cọc.
Somaki, Piazzo Vespa. Đó, thì anh em hãy vào đây. Nhớ IC nó có mã hết. Thì những cái này chúng ta đọc trùng thì chúng ta hãy vào đây. Rồi bật khóa điện on, ấn Enter là ra. Và cái này không có reset IMO, nên các bạn sợ không bao giờ bị xóa cái này đi cả. Trên cái loại LX23V MU3 kia các bạn mới sợ. Lỡ may các bạn và anh em vào lộn xóa reset IMO, còn cái này không xóa được nha. Đấy. Nó chỉ có đọc ra thôi. Đấy, IMO key. Được chưa? Đấy, lúc này chúng ta tháo ra rồi, nhưng thật sự lúc này nó còn nguồn. Thì lúc này nó vẫn hiện thị trên máy. Đó, thì anh em tranh thủ cái này chúng ta kết nối với máy và đồng thời chúng ta đọc và chúng ta chép IC như này. Đấy. Hình như nó ngắn ngủi, nó mang lại cái hiệu ích khá là lớn cho nhiều anh em. Rồi thì thưa với anh em, mình còn ít nồi ở đây, anh em nào chốt nhanh thì ok vào máy ngày mai, còn vài con cũ anh em nào cần thì liên hệ. Đúng không ạ? Đấy. 8 8 16, 16 là 24 bộ, còn 24 bộ nồi. Và ngày mai những cái toa nào còn thiếu thì mình sẽ gửi anh em sau. Đây, những cái toa nào nãy anh em lên ở đây thì mình sẽ gửi cả nhà sau. Thì anh em có đèn led thì anh em là cần thì cứ liên hệ với mình. Rồi, như anh Quý này, anh ấy lấy 3 bộ nồi trước của 110, được chưa? Rồi 3 nồi trước của 125 và 1 nồi SH tặng anh ấy mấy bóng đèn led. Đó, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống làm ăn. Rồi những cái toa này ngày mai mình gửi anh này 3 nồi trước của 125, 2 nồi trước của SH và 5 bộ nồi sau. Cảm ơn mọi người. Rồi tiếp tục anh này là anh Quỳnh ở Hồ Chí Minh, anh ủng hộ full bộ nồi 110, ngày mai mình mới ship được. Đấy, những anh em nào toa đi trước thì mình ship trước, anh em nào toa đi sau ship sau. Đấy, mọi người cần cái gì thì mọi người vui lòng liên hệ. Đồng hồ đồng yết. Rồi, sáng mai mình sẽ ship và đồng thời trả hàng cho anh em những cái đơn Smartoon. Đây, sẽ có 3 con đều là bản R. Hàng lướt, anh em nào nhanh tay comment VVD đồng hồ. Đấy, anh em nào ok được chia sẻ, ngày mai mình có máy, mình đôi mai mình sẽ live stream cho mọi người. Đấy, nồi chịu khó mỗi người thủ vài bộ làm test, chứ cứ lọng quặng lấy được có bộ cái khách hàng vào gạ gẫm thay cái lại hết. Rồi, xin chào anh Đỗ Văn Quý, ngày mai em ship hàng cho anh nha. Vậy thì bên này nó lên giá khoảng 200-300 ngàn nha anh em. Hơn 2 triệu nha. Sao anh Taiga Quốc Cường, ngày mai mình có 3 con, mình trả cho anh em 1 con, còn 2 con anh em nào chốt nhanh nha. Và ngày mai có một con máy rất chi là mới, hầu như anh em vừa sử dụng xong anh em để lại. Có anh em nào cảm thấy điều kiện mà kinh tế thì mình khó khăn thì chúng ta làm cái con khoảng 9.8 triệu hoặc là 8.5 triệu nhá. 9.8 triệu hoặc là 8.5 triệu về nhà chúng ta làm cái mùa Tết này đi, qua Tết rồi chúng ta nâng cấp sau. Rồi chúng ta vào trong cái nhóm học để chúng ta học cái cơ bản về tất cả hệ thống FI, về hệ thống khóa bảo mật. Trần Mạnh Tú comment không, ngày mai lại hết nha. Ngày mai Tuấn có 3 con, nhưng ngày mai Tuấn phải trả cho anh em 1 con rồi, còn 2 con. Cơ hội lần này nữa thì không còn nữa đâu, chắc phải qua Tết. Nhiều anh em nào phá sản
thì anh em mới bán lại thôi, hoặc anh em giải tán nghề thì anh em mới có. Được không? Đây, đồng hồ mặt kính to, chịu khó về đo tha hồ, mấy trăm nghìn. Cái này vừa đồng thời làm chip piezo vết 3 và đồng thời xóa reset trên cái loại FOB của loại SH3 nhấn nha cả nhà. Đó, tiện, một trong hai. Mua một nhưng chúng ta làm được hai thứ. Về nhà đen đen đỏ đỏ, lượm được cái remote, về nhà reset. Để ăn một con ok vào Zalo của em. Máy MST V5 29 giá sao ăn? Ăn mua hay là ăn bán? Ăn Hoàng, ăn Bình. Em sẽ nhìn những cái comment ở đây. Ăn bán hay ăn mua anh? Anh em nào ok solo đặt cọc cho em nhá. Chứ lúc đấy bảo Tuấn ơi mình đặt cho các bạn lâu rồi thì anh em phải alo nha. Đó. Được chưa? Có anh em nào ok chúng ta có tài chính khoảng 10 triệu thì chúng ta làm con này. Rồi, vào khóa học học luôn đi mọi người. Lọng quạng mùa Tết này lấy lại vốn đấy. Rồi sang năm có tiền nhiều vào học trực tiếp, giảm 30%. Nghe thiên hạ dạy phút sang điện tử các bạn 15 triệu đồ ghê quá. Sang năm tôi giảm cho các bạn 30% vào đây. Thấy chưa? Mua hết cái dàn xe tôi từ động cơ cho tới nồi. Rồi, anh em xuống núi giảm 30%. Từ động cơ không ghiền, từ cái nồi dung giật gợn không ghiền, từ cái FI tôi xử lý không ghiền, tôi hướng dẫn anh em không ghiền, hoàn tiền. Giảm 30%. Sang năm mời tất cả anh em chịu khó ăn Tết. Ăn Tết xong đừng có mở cửa nữa. Đi vôi xuân, cái mùa Tết này cũng là cái mùa dịch Covid, không đi đâu cả, ăn, nghỉ ngơi, lấy tinh thần thoải mái. Xong, khoảng ngày mùng mười mấy, vào tôi luôn một chuyến. Nha. Anh em nào đi hai người tôi bớt cho 1 triệu nữa. Nếu tham gia khoa học, bớt 30% tôi bớt thêm 1 triệu nữa cho hai người, lì xì lại đầu năm. Anh em đi một người giảm 30% học phí đầu năm. Anh em đi hai người tôi lì xì lại mỗi người 500 nghìn. Ok. Từ cái món nồi anh em ra cái bát đất trống nhà Địch Tuấn ở cái khu mới nó mới xây, anh em chạy test thoải mái. Test hết 110 cho tới 125 cho tới 150 cho 100 Valio gợn. Tuấn ơi tiếp tục anh em mình nghiên cứu xử lý tiếp hết gợn xuống núi. Chúng ta đi các loại nồi luôn. À, đó là hết FI xong nha. Chúng ta sẽ chuyển qua vấn đề nồi và động cơ. Và chúng ta sẽ giao lưu cắt để kiếm tiền. Và mời anh em xuống núi trong vòng 15 ngày. 2 tuần. Đi một người Tuấn giảm 30%, 30% tiền đó để anh em ở khách sạn và ăn uống không hết. À, nghe nói thiên hạ nào đang dạy 15 triệu nghe kinh khủng. Tôi sẽ giảm cho anh em 3%. Cái tiền đấy ở khách sạn nhà nghỉ. Anh em nào đi hai người tôi lì xì lại đầu năm mỗi người 500 nghìn. Xong khi xuống núi chúng ta sẽ quay giải thưởng, nhận những cái món quà may mắn đầu xuân năm mới. Chơi đẹp như vậy chưa? Đấy. Cù đạp máy rẻ thế ăn. Vào bây giờ thì không được ăn. Giờ cuối năm rồi ăn chay vào cái gì? Đầu năm nó thoải mái, ăn Tết xong nghỉ ngơi vài bữa, đúng không? Mười mấy bay vào em. Làm luôn khóa đầu năm coi như cái tháng đầu tiên đấy. Đi tu luyện. Em hứa với mọi người, từng cái pha hụp ga nhá, cho tới động cơ, cho tới cái mặt nồi này nhá, chơi đẹp với anh em luôn, chơi không còn cái gì nữa. À, cho anh em khỏi cần lên mạng, anh em ngóng cái nồi này nghe ghê lắm. Không đạt hoàn tiền khi xuống núi. Nhanh tay Zalo cho em. Giá mới ăn biết rồi. Còn 2 con bản R, có một con đẹp len ken. 10 triệu này đủ hết chức năng nhưng mở tour hạn chế, máy mới 9.8, 8.5 triệu, ăn thành chung. À đúng rồi, Hà Nội đang nổ Covid mà ăn Điệp ơi, chịu khó bảo vệ sức khỏe.
Còn con này có cái bảng tiết kiệm 8 triệu rưỡi. Tặng luôn nhóm học, sang năm vào lại giảm 30% nữa. Bây giờ học online, sang năm vào học trực tiếp phê lòi. Bởi vì chúng ta hiểu, nhớ mang máng về cảm biến nhiệt, cảm biến IAT, cảm biến MAP, cảm biến TBS, cảm biến oxy. 8 triệu rưỡi, 9 triệu 8 là máy mới đét. Bảng R có 3 con bảng lướt, giờ còn 2 con nha mọi người. Sáng mai máy cập bến. Một là trưa mai em like, tối mai em like một phát là hết. Rồi. Và đặc biệt cái nồi này. Đấy. 48-32. Được chưa? Chưa còn 32 bộ luôn. 88-16. 24 bộ. Làm luôn. Rồi cả nhà thắc mắc thông tin gì các bạn, anh em comment. Rồi đồng hồ áp bơm vừa đo áp suất của hút bùng đốt bảo hành luôn, chẳng ba lỡ gái. Tuấn ơi ship mình cái có tốn tiền không, tặng luôn. Cái này thì mua mấy chục nghìn rồi này. Rồi, tôi tặng luôn cho anh em. Vấn đề đấy, sóng nó có bền hay không, đừng có nghĩ sau này nó gãy một cái này. Má Tuấn nó lại giết mình lấy 5-70 ngàn nữa. Cái này mình mua tặng mọi người. Cái này thì không thể nào hư được rồi. Để trừ khi các bạn vô tình làm mất. Tặng luôn. Đừng có ở đây chặng 3 này hỏi mua. Nếu anh em nào đã mua đồng hồ của Tuấn lỡ may mất xui nhá. Đừng bảo ngày mai rục đi xin mình Tuấn thì nó phá sản. Lâu năm thở 10 người có cái mất ok. Zalo cho em cần gì thắc mắc. Hiếu xe máy gửi hàng rồi nhá anh Hiếu. Rồi VVD comment để đặt hàng, cái này gọi là cái alo. Rồi mô hình sớm mất cây chuẩn bị có 20 bộ nha. Mô hình sớm mất cây chuẩn bị có 20 bộ, bán một bộ lời 100 nghìn. Bán một bộ mô hình sớm mất cây lời 100 ngàn, 20 bộ có 20 triệu, 2 triệu nha. Chuẩn bị có 20 cái mô hình sớm mất cây. Báo trước cho các bạn và anh em chuẩn bị lúa. Giá hơn 1 triệu. Nha, giá hơn 1 triệu. Giá hơn 1 triệu mô hình sớm mất cây chuẩn bị có 20 cái. Về nhà cắm tất cả, thử tất cả những hộp S2 từ đời nhà Minh cho tới đời 2021. Nhân tay có 2 cái bản máy R máy lướt. Truy cập vào Zalo mọi người. Làm luôn cho nó nóng. Làm luôn để học online. Tết rồi. Không kịp nữa rồi. Hơn tháng nữa mọi người. Cố gắng tranh thủ. Mùa dịch cố gắng luyện công. Vào qua comment inbox cho em. Bảo hành suốt đời là chết. Rồi bóng led thì em sẽ tặng cho mọi người khoảng 3 bóng, 2-3 bóng về nhà làm. Đấy. 2-3 bóng mọi người về nhà làm. Đấy, như thế này, quấn cuộn băng keo vào vài vòng phát là xong. Fit FI coi như là tội.
Anh ơi, nát em gọi được không? Cái đồng hồ mua của chú đợt trước chặng 3 nhựa có thay chặng 3 bằng đồng được không? Được, 50.000. Ở đây, bằng nhựa thì thay bằng đồng 50.000. Đây, chặng 3 bằng đồng, lắp vừa luôn, đồng hồ như nhau mà. Đấy, chặng 3. Ra tiệm phụ tùng ô tô mua cái ống PSC. Xài muôn thuở hết cuộc đời. Siết vừa tay. Đó. Hai chặng 3 lớn và nhỏ. Đo SH, đo Biazo. Hello Đình Tuấn cùng các anh em. Lưu Thắng xin chào anh trai. Bảo hành suốt đời luôn anh hả? Rồi, anh em nào cần cái gì thì comment. Rồi, cố gắng làm kiếm tiền mua em này nữa về nhà dùng cho nó OCK. Đúng không ạ? Giả lập đánh lửa, kích hoạt kim phun vân vân. Cái này từ từ mua. Mua cái máy về nhà kiếm tiền 8.500.000. Mới bảo hành 1 năm. Và ngày mai sẽ có 2-3 cái bản lướt 5R bản cao nhất rẻ được vài triệu. Mai gửi bằng chặng đa bằng đồng, mai tháo đồng hồ này ra bán cho anh quý luôn. Bùi Xuân Quý, Đỗ Quang Quý. Rồi toa hàng của anh đây, ngày mai bắt đầu thứ ba nó chạy. À. Xin chào sư phụ cùng anh em, xin chào anh Liên Vũ. Hello, xin chào anh Liên Vũ. Rồi, mọi người cần cái gì để lại comment, truy cập Zalo cho em. Rồi, OCK. OCK. Alo. Nghe anh ơi. Rồi rồi, xíu gọi lại nha. Còn ít lúa mai ra rút. Đâu rồi? Đây. Nhà phải không? Nửa tỷ này, gần nửa tỷ này anh em. À, 4 lần như này xây được cái nhà như mơ. À, nửa tỷ, gần nửa tỷ đúng không? 436.664.000. Ok, mai rút trả nợ mọi người. OCK. Rồi, muốn kết bạn. Vô luôn. Vô luôn. Vô luôn. Vô luôn. Rồi, buổi livestream trực thuật trực tiếp trên trang fanpage tới đây xin phép được tạm dừng và kết thúc. Chúc toàn thể quý vị anh em thợ sửa xe máy
sức khỏe bình an. Chúng ta còn có hơn một tháng nữa là Tết rồi, chúng ta hãy cố gắng kiếm để chúng ta có cái nồi bánh chưng ngon, có rất nhiều thịt để những mấy ngày Tết chúng ta được nghỉ ngơi và ăn uống để lấy lại sức khỏe, tinh thần cho thoải mái, đúng không ạ? Rồi những anh em nào đã mua máy và đã đăng ký khóa học thì Tuấn mời tất cả mọi người tham gia vào đêm 26 tháng 12 2021. Thì chúng ta sẽ kết thúc vào giữa tháng 1 của 2022 và chuẩn bị chúng ta sẽ đón một cái Tết mới âm lịch. Thì hy vọng rằng anh em học được một cái điều gì nhỏ nhỏ trong cái online trực tuyến mà hàng đêm mình dạy hướng dẫn cho tất cả các anh và các bạn và nhiều anh em. Thì hãy cố gắng nắm bắt để đi lại cái thành công ok hơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp. Ok. Đấy, anh em nhớ và anh em tự động liên hệ với em. Những anh em nào học rồi để em đưa vào nhóm nha. Thank you. Tuấn Dinh có đổi motorcycle lấy smart tool thì inbox import cho em. Nha. Đây, các bạn cần gì hỏi cái gì? Bộ đồ trước 110 bao nhiêu? OCK. Tiếp tục. Lại điện thoại. Rồi, xin chào mọi người. Bye bye.